Là một thành viên của Running Man trong mùa 1 thì cũng vậy, cũng nếu mà có ai đó phải rời cái show này thì anh cũng rất buồn. Nhưng mà cái chuyện đó nó là chuyện cá nhân, nhà sản xuất, đạo diễn hay chương trình họ chọn lại, tất cả này có lý do. Và không ngoài mục đích là họ muốn cái show nó tốt hơn. Cho nên mình phải gọi là sao ta, tích cực hơn để cho cái show đó nó vui hơn thôi. Anh nghĩ tới với ai cũng vậy, đó là sự trưởng thành. Bởi vì khi mình yêu một người, chắc chắn phải có một cái khuyết điểm gì đó thì cái tình yêu nó mới đổ vỡ. Từ phía nào không biết. Nếu mà từ phía người đó thì mình học được một cái lỗi mình có thể mình cứ làm gương cho mình. Hoặc từ phía mình thì mình sẽ rút ra được bài học kinh nghiệm để mình cho cái người sau trọn vẹn.